Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 48 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, Liêu Quang muốn thi chuyển thời gian gia tốc trên người, sau đó chợt nhằm tới một huống thiên minh trong đó, nhưng bất quá chỉ là hư chiêu, mà ý định đánh sâu vào đám người kia, sau đó đồng thời sử dụng thời gian tĩnh chỉ đánh lên người một huống thiên minh, hơn nữa sử dụng thời gian đảo thối bao vây xung quanh, ý định không cho huống thiên minh kia chạy trốn. Đồng thời thi triển sử dụng không gian phá toái oanh kích vào đám người huống thiên minh, lại dùng thuấn di truy kích những tên còn sót lại. Kết quả mỗi một huống thiên minh đều dễ dàng thi triển trước các loại pháp tắc, tiến hành từng bước phá giải. Sau khi Lưu Quang thi triển thời gian gia tốc, dường như huống thiên minh kia biết hắn chỉ là dùng hư chiêu, nên căn bản là vẫn không nhúc nhích, vẫn lăng không đứng đó hài hước mà nhìn hắn. Thoạt nhìn thì có vẻ ngay cả năng lực phản kháng đều không có, chỉ cần Lưu Quang nhẹ nhàng vung tay lên là có thể giải quyết. Mà kết quả đúng là như vậy, Lưu Quang không có động đến hắn, mà là đưa pháp tắc thi triển tại đám huống thiên minh kia. Nhưng đám người này đã sớm chuẩn bị thuấn di, tại thời gian tĩnh chỉ do hắn tạo ra trong chốc lát đã không còn ai, toàn bộ đều đã thuấn di ra ngoài, hơn nữa còn thuấn triển đến phong tỏa khu vực Lưu Quang sử dụng thời gian đảo thối. Bên trong không có ai, không gian phá toái của Lưu Quang căn bản không có một chút tác dụng, hoàn toàn không có. Dựa theo kế hoạch, Lưu Quang lập tức lợi dụng thuấn di truy kích kỳ được một huống thiên minh. Phân tích của Lưu Quang xem ra cũng có lý, trong một lúc không thể một hơi khống chế nhiều phân thân chống đỡ như vậy được. Thế nhưng Lưu Quang đã sai, công kích của hắn huống thiên minh chẳng lẽ không biết hay sao? Bởi vậy từ đầu tới giờ không có một huống thiên minh nào bị thương, thậm chí là Lưu Quang khi phá toái không gian khiến năng lượng náo loạn lại càng bổ sung thêm cho bọn người huống thiên minh. Lưu Quang trong lòng không khỏi toát mồ hôi lạnh, sợ hãi nhìn đám huống thiên minh kim quang lè lè chung quanh. Lưu Quang biết cứ như vậy cũng không có tác dụng, bất quá hắn căn bản không tìm được biện pháp nào khả dĩ có thể giải quyết tình huống này. Nếu công kích hoàn toàn là bổ sung thêm năng lượng cho đối thủ, còn nếu không công kích, vậy chẳng lẽ đường đường là một thiên tôn lại bị một thần vương nhỏ nhoi đánh cho bỏ chạy hay sao? Loại cảm giác vô lực này Lưu Quang cảm thấy khi ở phiến không gian kỳ quái kia có khi còn tốt hơn mấy phần. Bị một thần vương công kích nhục nhã thế này thật sự là phá hủy đi sự tôn nghiêm của thiên tôn, hắn rất muốn bỏ chạy. Chỉ là Lưu Quang biết hậu quả của việc bỏ chạy, tôn nghiêm của thiên tôn mất hết, quả thực chết còn sướng hơn. Bởi vậy đánh không được chỉ có chết thôi, Lưu Quang trong lòng thầm nghĩ. Cũng bởi vì nghĩ đến bản thân bị một thần vương bức bách như thế, trong lòng cực kỳ tức giận, bị cảm xúc chi phối, hắn đã hạ quyết tâm hoàn toàn không cần biết gặp hậu quả gì, trong mắt chính là giết và giết. Sau đó trên bầu trời Lưu Quang điện không ngừng xuất hiện không gian phá toái, cả cả bên trong lẫn xung quanh đều bị phá hủy, đặc biệt là xung quanh nơi Lưu Quang điện cơ hồ bị khe không gian cắn nát không còn một mảnh. Lưu Quang điện trong nháy mắt bị phá hủy toàn bộ, theo trận chiến biến mất vô ảnh vô tung. Mà huống thiên minh như một khán giả, căn bản không bị Lưu Quang động đến một chút nào, thậm chí còn điều khiển phân thân trêu chọc Lưu Quang, khiến hắn càng thêm tức giận nổi điên công kích. Là người trong cuộc, đương nhiên huống thiên minh quan tâm đến kết quả. Trong quá trình chiến đấu, vô số năng lượng màu xám đã dung nhập vào thân thể huống thiên minh, mà huống thiên minh hấp thu càng ngày càng nhiều năng lượng màu xám, kim quang trên người lóe ra càng bất phàm, cuối cùng chói mắt khiến người ta không thể nhìn thấy bản thể, khiến cho người khác cảm thấy có thể tùy ý nổ mạnh khi không hấp thu nữa. Mà sau khi đình chỉ hấp thu, huống thiên minh kia không có ngừng lại, thay vào đó là một huống thiên minh khác tiếp tục hấp thu năng lượng màu xám. A! Lưu Quang thấy công kích của bản thân không có chút tác dụng nào, ngược lại lại biến thành thuốc bổ cho địch nhân. Hơn nữa, Lưu Quang điện cùng với khu vực xung quanh tất cả đều là do bản thân tự hủy. Địch nhân căn bản như đang đùa giỡn, khiến hắn không khỏi giống lớn, đình chỉ công kích nhàm chán này. Đám tiểu quỷ các ngươi, có bản lĩnh xuống đây cùng ta một chọi một, ẩn tàng như vậy không phải là anh hùng đâu. Đến nước này, Lưu Quang phải lựa chọn dùng lời nói để chọc giận huống thiên minh. Bất quá huống thiên minh không vì mấy câu như vậy mà bị chọc giận. Hắn vốn tìm đến Lưu Quang là hy vọng lợi dụng y để thử nghiệm một chút uy lực sau 6 lần biến thân, hay chính là để cho Lưu Quang biết cho dù bọn hắn không hề ở trong lĩnh vực tinh thần cũng không thể dễ dàng khi dễ. Đương nhiên có thể lấy mạng được Lưu Quang thì quá tốt, bất quá còn chưa tới lúc.
Huống Thiên Minh cũng biết Thiên Tôn có thể mạnh như vậy cũng không thể dễ dàng giết chết, có thể hao tổn phần nào tốt phần đó. Tốt lắm, ngươi muốn một trợ một, ta đáp ứng ngươi. Một người trong số phân thân nhìn bên ngoài có kim quang bao bọc, mỉm cười xuất hiện. Có thế chứ, vậy mới là anh hùng. Lưu Quang thấy mấy lời kích bác của hắn có tác dụng, liền không khỏi than thở cùng Huống Thiên Minh. Bớt nói nhảm đi, chẳng lẽ Thiên Tôn chỉ được cái nó nhiều hay sao? Ta thực sự rất hoài nghi đấy. Huống Thiên Minh lắc đầu, sau đó sắc mặt trầm xuống, hai mắt xuất ra hai luồng băng lãnh hướng Lưu Quang. Chiến đấu đi. Một tiếng chiến đấu đi, mặc dù âm lượng không lớn nhưng mang theo chiến ý cực cao, giống như thiên lôi hung hăng oanh kích về phía Lưu Quang. Dẹt. Thân ảnh Lưu Quang lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện phía bên trái của Huống Thiên Minh, ra tay khiến phương viên 10 dặm không gian toàn bộ bị tan nát. Vô số Huống Thiên Minh xung quanh đã thuấn di đi ra ngoài, hơn nữa điên cuồng hấp thu năng lượng màu xám. Mà người Huống Thiên Minh kia không có thuấn di rời đi, mà trong chốc lát thuấn chuyển bên người Lưu Quang, đồng thời truyền âm: ta cho người biết đối địch với ta có kết quả như thế nào. Lưu Quang mặc dù cảm giác được Huống Thiên Minh sắp xuất hiện, hơn nữa đã có phòng bị, bất quá vừa rồi đã phát lực phá hủy phương viên 10 dặm, căn bản không có kịp suy nghĩ chống lại. Huống Thiên Minh căn bản không cho hắn cơ hội định thần. Oanh. Một tiếng nổ động trời, không gian vốn đang hồi phục nay lại bắt đầu bị phá toái, năng lượng bộc phát đến tận trời, cùng vân vụ một phen náo loạn. Bất quá cỗ năng lượng này lại bị một lực lượng thần bí ngăn cách, căn bản không cách nào thoát ra được. Một Huống Thiên Minh đã tự bạo, kể cả bản thể Huống Thiên Minh cũng bị cỗ năng lượng cường hãn này rung động, nhưng chút nào cũng không để ý có một lực lượng thần bí ngăn cách. Một người đã gần tới thiên tôn cấp bậc tự bạo thật không thể tưởng tượng nổi rung động đến cỡ nào. Mặc dù Huống Thiên Minh phân ra vô số phân thân, nhưng những phân thân này đã hấp thu rất nhiều năng lượng, so với thiên tôn cũng chẳng kém là bao. Dù sao thiên tôn lợi hại nhất vẫn là pháp tắc mà không phải lực lượng chân chính của bản thân. Thế nhưng thân thể thiên tôn có thể cường hãn hơn thần vương gấp trăm lần. Bất quá phân thân Huống Thiên Minh chỉ có thể hấp thu năng lượng bạo động màu xám, lại không thể hấp thu loại năng lượng tự bạo màu vàng được. Sau hồi lâu, khe không gian đã chữa trị cho Lưu Quang bình yên vô sự, hư không mà đứng ngửa mặt lên trời cười to hẳn lên. Ngươi nói là đối đầu với ngươi chỉ có trình độ như vậy thôi sao? Ngươi khiến ta thật thất vọng. Lưu Quang cơ hồ không chút nào bị thương, hắn bản thân là thiên tôn, đối với pháp tắc có thể vận dụng tới mức tận cùng. Khi mới thấy người kia tự bạo, Lưu Quang đã thi triển thời gian tĩnh chỉ pháp tắc, bởi vậy năng lượng bạo động xung quanh hắn căn bản không chút nào ảnh hưởng. Xa xa vô số Huống Thiên Minh cũng ha hả cười to lên, trong đó một Huống Thiên Minh cười nói: không có nghĩ tới năng lượng tự bạo lại lớn như vậy. Trong khi Lưu Quang há hốc mồm kinh ngạc, Huống Thiên Minh vừa rồi lại mỉm cười nói với hắn: tốt lắm Lưu Quang, làm nóng cơ thể đã xong, chuẩn bị tiếp chiêu, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng mới phải. Một thần vương nhỏ nhoi, khẩu khí cũng thật cuồng vọng, ta thật muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Đối với vận dụng pháp tắc, Lưu Quang phi thường tự tin. Bất quá hắn nói như thế, thế nhưng Huống Thiên Minh đích thực khó đoán, khiến cho hắn buồn bực không thôi. Sát! Một Huống Thiên Minh đột nhiên xuất hiện phía trên Lưu Quang, mà Lưu Quang đã sớm có chuẩn bị, trực tiếp xuất thời gian tĩnh chỉ cùng không gian phá toái. Bất quá kết quả cũng chẳng khác là bao, vẫn chỉ đánh vào không khí. Bây giờ đã là chính thức chiến đấu, Huống Thiên Minh cũng sẽ không chịu một điểm hạ phong. Sau khi Lưu Quang công kích thất bại, hai ba thân ảnh Huống Thiên Minh đã xuất hiện bên người Lưu Quang. Mặc kệ Lưu Quang công kích thế nào cũng đều chỉ là tàn ảnh, mà mỗi lần Lưu Quang công kích đều nhằm cơ hội mà vọt tới tự bạo. Bất quá ngoại trừ lần đầu tiên thử uy lực tự bạo ra, Huống Thiên Minh cũng sẽ không lãng phí một tia năng lượng nào. Trong khi Lưu Quang phòng thủ cẩn mật, Huống Thiên Minh cũng khoanh tay đứng nhìn, không có ra đánh. Cục diện này đã duy trì hơn 3-4 canh giờ, nhìn kỹ đã có 100.000 Huống Thiên Minh, rốt cuộc cũng đã có biến. Xoát một tiếng, một Huống Thiên Minh xuất hiện đằng sau lưng Lưu Quang, nhắm ngay lưng hắn mà công kích tới. Lưu Quang cuống quýt sử dụng thời gian tĩnh chỉ đối phó, thế nhưng lúc này có lẽ do bị phân tâm nên thời gian tĩnh chỉ đã có một điểm sơ hở. Rất nhanh sau đó, một Huống Thiên Minh dọc theo khe hở kia đến bên người Lưu Quang, oanh một tiếng nổ, lại một phân thân nữa tự bạo. Đùng 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 đùng. Trong thời gian ngắn ngủi, Huống Thiên Minh điều khiển mấy trăm phân thân không ngừng tự bạo, mãnh liệt nổ khiến không gian tan nát hết,
năng lượng ngập trời bùng phát, bốc lên cao trăm dặm. Trong phạm vi này, không gian đều bị xé rách, hủy diệt tất cả. Chỉ là không biết vì sao, xung quanh trăm dặm này, năng lượng như biển kia, căn bản không có cách nào thoát ra ngoài. Mặc kệ bên trong thảm khốc đến cỡ nào, bên ngoài vẫn an tĩnh như thường. Phảng phất thiết thảy mọi chuyện bên trong chỉ là hư ảo, ngay cả một chút khí thế cũng không cảm nhận được. Bên ngoài khu vực năng lượng tự bạo bùng nổ, một thân ảnh kim quang hư không đứng nghi hoặc nhìn về phía trước, trong lòng khó hiểu không thôi. Năng lượng này thật là kỳ lạ, có thể ngăn cách năng lượng mãnh liệt như vậy sao? Rồi lại tự hỏi, Thiên Tôn không có khả năng chế trụ năng lượng cường hãn như vậy, người có thể làm chuyện này có thể là cha sao? Nghĩ đến Thiên Mông, Huống Thiên Minh trong mắt lại trào ra nước mắt, trong lòng bi phẫn ngửa mặt lên trời thét vang. Cha, tại sao? Khi hắn ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ năng lượng nhàn nhạt bao bọc lấy Huống Thiên Minh, căn bản âm thanh không thể truyền tới 10 thước bên ngoài. Cha, là người sao? Huống Thiên Minh đã phát giác, cẩn thận dò xét cỗ năng lượng màu bạc kia, chỉ thiếu một chút lại không thể nhìn thấu. Rất mạnh. Huống Thiên Minh nhìn đám năng lượng kia đánh giá, thế nhưng thần sắc lại sầu thảm. So với cha càng cường đại hơn, nhưng không phải hơi thở của cha. Hồi lâu, Huống Thiên Minh bi phẫn ngửa cổ nhìn trời cao lẩm nhẩm. Cha, lúc trước con không nên nghe người trở lại nhân gian giới, nói không chừng có con ở lại đây người sẽ không... Huống Thiên Minh dừng lại hồi lâu, hai mắt lại đỏ bừng nói. Chú An, hết thảy đều là ngươi đáng chết. Nếu không phải ngươi thì ta cùng cha sẽ không phải xa cách như vậy. Cha bây giờ hẳn sẽ không phải chết rồi. Ta cùng cha có thể trở lại thiên giới. Mà cái tên thiên đế hỗn đản kia bây giờ không có khả năng tiếp tục kiêu ngạo. Người tu la chúng ta cũng sẽ không bị thiên nhân kia khi dễ. Vừa nói, Huống Thiên Minh tự giễu. Thật sự là buồn cười. Thiên nhân cùng người tu la vận mệnh giống nhau, một thiên tôn nhỏ nhoi có thể biết sao? Cách khoảng không gian đang không ngừng đổ nát kia, một thân ảnh nho nhỏ, Huống Thiên Minh như ma thần ngạo nghễ mà đứng cười cả thế gian, trời đất không thể diệt. Qua hồi lâu, cỗ năng lượng tự bạo cũng phát tiết xong, trời đất vô tận bị chấn nát trong nháy mắt đã khôi phục lại. Chú An, ta phải phanh thây ngươi ra làm vạn mảnh, đưa linh hồn ngươi xuống địa ngục, cho ngươi sống kiếp thú vật ngàn ngàn năm thống khổ. Không, ngàn năm không đủ, phải nhiều hơn thế, nhiều hơn nữa mới có thể trả giá cho sai lầm của ngươi. Huống Thiên Minh nghiến răng hống lên. Tam giới có thiên giới, nhân giới cùng với địa giới, mà thiên giới có thiên đạo thiên nhân, tu la đạo, tu la nhân, nhân giới có loài người, xúc sinh yêu nhân, địa giới có địa ngục nhân, quỷ đói. Đây là thượng vị giả đối với tam giới lục đạo do thám mà biết. Thế nhưng trong tam giới này, sợ là cao cao tại thượng vẫn là trưởng khống giả. Thượng vị giả đối với những điều này biết rất ít. Một cái luân hồi chi môn cũng đã không biết bí mật. Xa xa, Tần Vũ đang uống rượu đột nhiên khựng lại. Rượu trong chén không ngừng rung rung. Ánh mắt mọi người tập trung vào Tần Vũ. Tần Vũ trong lòng nghi hoặc nghĩ. Chu An ư? Chu An không phải đã bị nhị ca lúc ấy cho đổ thai thành xúc sinh đạo rồi ư? Đáng tiếc, nhị ca không biết đục đạo luân hồi chỉ là lợi dụng quy tắc của trưởng khống giả, mà làm không nghĩ tới có thể lợi dụng luân hồi chi môn. Sau khi nghe được Huống Thiên Minh nói câu sau, Tần Vũ càng không yên. Thiên đế ư? Chẳng lẽ chính là thiên trong truyền thuyết? Còn có cái gì gọi là thiên nhân, địa ngục đạo, a tỳ nhân? Huống Thiên Minh là người của thiên giới, khó trách có năng lực đoán trước sự việc. Có lẽ đó chính là thiên đạo. Liên tiếp gặp nghi vấn khiến cho Tần Vũ nghĩ phải lập tức đến chỗ Huống Thiên Minh để hỏi. Bất quá thần thức hắn đột nhiên phát hiện một tin tức. Vừa rồi lại một thiên tôn xuất động, không nghĩ tới một thiên vương tại tầng không gian này mà cũng có thể khiến hai thiên tôn xuất thủ, thật sự khó tin được. Tần Vũ mỉm cười hẳn lên, nói với mọi người: Sư tôn, các vị tiền bối, tiểu vũ có việc phải ra ngoài một chút, tiểu tư cùng tiểu dương phiền mọi người lo giúp. Sau khi cáo tử, thân hình Tần Vũ chợt lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ. Khu vực quanh lưu quang trăm dặm đã bị hủy không còn gì, kể cả mặt đất đều biến mất vô ảnh vô tung, chỉ trở lại một mảnh hình tròn trên mặt đất xung quanh sâu hơn 10 dặm. Mà lưu quang lúc này vẫn đang phiêu phủ trên không trung, thế nhưng quần áo đã nát bét, vệt máu năng lổ cả người, bộ dáng khổ sở nhìn như là không sống nổi. Lưu quang mệt mỏi nhìn Huống Thiên Minh ở xa xa trăm dặm, trong nháy mắt ngoại trừ mỏi mệt, bên ngoài ra hắn không còn sắc thái gì hết, phảng phất như là một người đã chết. Oanh! Huống Thiên Minh đối phó với lưu quang hơn 10 thời thần rốt cục cũng tìm được sơ hở.
Sau một tiếng oanh, dường như là phát đạn mở đầu cho một tràng âm thanh tiếp theo, tại phương viên trăm dặm xung quanh đã bị hủy diệt. Đáng thương cho Lưu Quang là không còn tỉnh táo, liền bị năng lượng cường đại đánh sâu vào trong thân thể, khả năng phòng ngự hoàn toàn biến mất. Lúc này hắn giống như một cái lá nhỏ trong bão, như trong sóng lớn quay cuồng. Không lâu sau thì Lưu Quang đã không thể cầm cự được nữa, thân thể thiên tôn cũng không thể ngăn cản lực hấp thụ cường đại, bị khe không gian cắn nuốt vô ảnh vô tung. Thế là xong đời một thiên tôn. Mới lên chức thiên tôn này không lâu liền bị một thần vương nhỏ nhoi đánh chết, lại còn là chết hoàn toàn, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Mặc kệ là bất kể không gian nào, thiên tôn rất ít khi bị chết, huống chi là bị một thần vương giết chết. Điều đó chẳng ai có thể đoán được. Trước khi chết, Lưu Quang không căm lòng, ánh mắt căm hận đến cực điểm. Sau hồi lâu, năng lượng bạo liệt khi trước rốt cục cũng tiêu tán, trăm dặm xung quanh cái khe cũng dần dần hồi phục. Trên bầu trời đã im lặng như trước, nhưng mặt đất vẫn còn những tiếng ầm ầm, đồng thời có thêm vài cái lỗ sâu không thấy đáy. Ngoài Lưu Quang điện trăm dặm, thân ảnh Uống Thiên Minh cao lớn lúc này lại hiển hiện, song quyền co lại run nhẹ nhẹ, trong miệng không ngừng thì thào hô tên một người: "Chú An!" Ha 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 ha. Một tiếng cười cuồng vọng chợt vang lên, thế nhưng Uống Thiên Minh không có phát hiện gì. Theo thanh âm tiếng cười cuồng vọng kia, một người cầm trong tay một trường kiếm đột nhiên xuất hiện trước người Uống Thiên Minh, ha ha cười nói: "Ta nhớ nhi tử ta nói nguyên lai là một thần vương, ha 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 ha. Không nghĩ tới một thần vương lại có thể khiến một thiên tôn cấp bậc thành như vậy. Không sai, người rất đặc biệt." Uống Thiên Minh căn bản không có để ý tới người trước mặt, như trước trong miệng vẫn bi phẫn gọi tên Chu An, có chút nào không có để ý đến uy hiếp của người trước mặt. Chỉ bất quá sau khi người kia xuất hiện không lâu, thần sắc Uống Thiên Minh vốn bi phẫn đột nhiên biến đổi, một cỗ hơi thở sắc bén xuất hiện. Thế nhưng ánh mắt Uống Thiên Minh lại nhìn trên trường kiếm trên tay người lạ mặt kia. "Chu An, đây là hơi thở của Chu An sao?" Uống Thiên Minh sớm đã biết Chu Viêm sắp đến, thế nhưng điều hắn không thể tưởng tượng chính là thanh kiếm trong tay Chu Viêm cũng có hơi thở của Chu An, hơn nữa lại rất mãnh liệt. "Sao?" Chu Viêm cũng hứng thú nhìn thoáng qua Uống Thiên Minh, cười khổ lắc đầu: "Không nghĩ tới ta đã cẩn thận che giấu như vậy cũng bị một thần vương phát hiện." "Người dùng linh hồn Chu An tu luyện thành kiếm sao?" Uống Thiên Minh nghi hoặc hỏi. "Như thế nào, chẳng lẽ không được hay sao?" Chu Viêm lúc này không có chút nào là bất đắc dĩ, mà vẻ mặt phấn khích nói: "Kiếm của ta dưới tình huống kết hợp với linh hồn của hắn rất có linh tính, phẩm chất thế nào không dám nói, thế nhưng khẳng định đã vượt qua thiên tôn linh bảo, mà hắn muốn có thể bảo trì linh hồn bất diệt, ha 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 ha." Chu Viêm điên cuồng nói. Chu Viêm đã sớm đặt tai mắt tại xung quanh Lưu Quang Điện, bởi vậy Lưu Quang Điện phát sinh chuyện trọng đại như vậy, Chu Viêm là người thứ nhất biết. Khi tới đây lại cho hắn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng cũng có chút rung động. Thế nhưng hắn mới dùng khí luyện thể, tự tin không có ai giết chết được hắn, chỉ sợ Uống Thiên Minh sẽ dùng lại đám phân thân kia. "Suốt đời bất diệt sao?" Uống Thiên Minh cười lạnh nói: "Ngươi chuẩn bị mất thanh kiếm này đi." "Ha ha 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 ha, buồn cười, thật là buồn cười. Ngươi nghĩ rằng một thần vương nhỏ nhoi có thể chiếm thế thượng phong với ta sao? Cho dù là ngươi có nhiều phân thân, cho dù mỗi phân thân đều có thực lực của bản thể, ta cũng có thể dễ dàng tiêu diệt ngươi, trừ phi ngươi có khả năng biến linh hồn thành hư vô. Bất quá, cho dù ngươi có năng lực đó cũng đều không thể thắng ta, chứ đừng nói là đoạt thanh kiếm này trong tay ta." Đối với tình huống trước mắt vô cùng tự tin, chỉ bất quá đáng tiếc là đúng như hắn nói, mỗi phân thân của Uống Thiên Minh đều có năng lực như bản thể, hơn nữa lại có thể biến linh hồn thành hư vô. "Nói nhiều quá, ta bây giờ mới biết được nguyên lai thiên tôn vốn là võ mồm lợi hại, căn bản là chẳng có chút tài cán nào cả." Uống Thiên Minh chưa nói hết câu đã phân ra thành nhiều, rất nhiều người vây xung quanh Chu Viêm. Chu Viêm liếc mắt nhìn một chút, thấy có cả trăm Uống Thiên Minh, có chút cười cười nói: "Tiểu sáo nhỏ nhoi, ha 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 ha." Vừa nói tay hắn vừa vung lên, không gian xung quanh trăm dặm đã toàn bộ vỡ nát, khe không gian tùy ý xuất hiện mọi nơi, tùy ý cắn nuốt mọi thứ. Chu Viêm không biết Lưu Quang là như thế nào bị đánh bại, cho nên cũng phạm phải sai lầm như Lưu Quang. Trong chốc lát, mấy trăm Uống Thiên Minh đều thấn chuyển ra trăm dặm bên ngoài, hơn nữa điên cuồng hấp thu năng lượng từ không gian đã vỡ tan kia. Không lâu sau thì không gian trăm dặm đã hồi phục hoàn toàn, mà số lượng Uống Thiên Minh cũng từ mấy trăm tăng lên mấy ngàn người,
trong đó có 1% kim quang lè lè chói mắt phi thường. Xem ra cũng có chút bản lĩnh. Chu Viêm mặc dù ngữ khí đả kích, thế nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc hẳn lên, bởi hắn nhận ra mấy ngàn huống chân minh cơ hồ đều có thực lực giống chân thân. Hơn nữa, Chu Viêm cũng không biết chân thân là người nào. Quả thật mới vừa bắt đầu, Chu Viêm đã nghĩ chỉ cần một chiêu cũng đủ để hủy diệt huống thiên minh. Nhưng tình huống bây giờ cho hắn biết, nếu không tìm ra bản thể của huống thiên minh, căn bản không có biện pháp nào hoàn toàn tiêu diệt được y. Chu Viêm giờ phút này đã bắt đầu cảm nhận được tia vô lực của Lưu Quang lúc trước. Bất quá, hắn vẫn còn rất tự tin, chút cảm giác này chưa thấm vào đâu. Xoát một tiếng, không đợi Chu Viêm có phản ứng, một huống thiên minh đã thuấn chuyển tới bên cạnh Chu Viêm công kích. Hết thảy mọi chuyện đều giống Lưu Quang lúc trước. Chu Viêm lúc này tiếp không được chiêu đó, quát huống thiên minh phát ra một hai chiêu lại bổ sung năng lượng cho phân thân của hắn. Huống thiên minh lăng không đứng ngoài trăm dặm, lấy tay nhẹ nhàng vuốt nguồn năng lượng màu bạc kia, lại đi vào trầm tư. Một tiếng cười đột nhiên vang lên, mà nơi thanh âm phát ra lại chính là nơi năng lượng bạo lệ kia, là nơi Chu Viêm đang đứng. Có ý tứ, rất có ý tứ, ngươi chính là không giết được ta đâu. Huống thiên minh cả người kinh ngạc, lập tức phản ứng suy nghĩ một chút, liền cả kinh nói: Hỗn độn chi thể, ngươi cũng luyện thành hỗn độn thân thể sao? Hỗn độn, à, không nghĩ tới một tuần thần vương nhỏ nhoi lại có thể biết loại khí thể này. Hỗn độn, không sai, là cái tên này. Chu Viêm lại cười to hẳn lên. Tại bên ngoài trăm dặm, cách chỗ bọn họ có một thân ảnh hắc bào đang đứng trên một đỉnh núi. Làn gió nhẹ thổi qua, hắc bào tung bay khiến người này trông rất an nhàn, nhưng lại không mất vẻ tôn nghiêm. Hỗn độn sao? Hắc bào nhân nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ: Tử khí cùng hồng mông khí hợp lại có tên là hỗn độn khí sao? Sau hồi lâu, người mang hắc bào lông mày mới giãn ra một chút. Tiểu tử huống thiên minh này hiểu được không ít chuyện, xem ra có thời gian phải hỏi hắn một chút. Trong lòng ta thực sự có rất nhiều nghi vấn. Hỗn độn thân thể, bất tử thân, ha ha, loại cảm giác này thật sự là thống khoái mà. Chu Viêm ha ha cười to hẳn lên. Huống thiên minh cổ quái lướt Chu Viêm, mỉm cười lắc đầu lạnh lùng nói: Hỗn độn thân thể quả thật rất khó giết, thế nhưng cũng không phải là vĩnh viễn bất tử. Sao? Chu Viêm khinh miệt nhìn huống thiên minh cười nói: Chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì sao? Đừng tưởng rằng ta không biết chiêu vừa rồi đã là cực hạn thực lực của ngươi rồi. Muốn giết ta ư? Ngươi nằm mơ sao? Trong lòng Chu Viêm cũng biết rõ ràng là hắn cũng không thể giết chết huống thiên minh. Huống thiên minh mỉm cười lắc đầu nói: Ta có bảo là sẽ giết ngươi đâu. Chết có rất nhiều loại, cũng không cần là phải bị giết mới chết được. Cũng có thể là chết già, chết bệnh, thương tâm mà chết. Hả? Chu Viêm lại liếc nhìn huống thiên minh như một quái vật. Một lát sau, hắn điên cuồng cười to, phảng phất như là nghe một câu chuyện đùa, vô cùng kích động. Cười hồi lâu, Chu Viêm mới ngừng lại, lau nước mắt nói: Già chết, bệnh chết ư? Ta nghĩ đầu óc ngươi có vấn đề rồi. Đừng nói là thiên tôn, cho dù là thần nhân đều sống vô tận năm tháng. Ta xem ngươi đúng là bị kích động quá mạnh rồi. Chu Viêm vẻ mặt khinh khỉnh nhìn về phía huống thiên minh nói: À, xem như ngươi không tiếp thu những lời ta nói à? Vậy cáo từ, hy vọng ngươi sẽ không bởi vì cảm giác tự kỷ mà nhận lấy tâm bệnh rồi chết đi. Qua một thời gian ta sẽ đến lấy kiếm. Huống thiên minh lạnh lùng cười rồi thuấn di đi mất. Già yếu, bệnh chết ư? Tần Vũ trong lòng lại thêm một mối nghi hoặc, thần thức lại tập trung lên huống thiên minh, nóng lòng muốn đi hỏi hắn mọi chuyện. Huống thiên minh cũng không trở lại lĩnh vực tinh thần, bởi vì tâm hắn còn chưa yên tĩnh trở lại. Cái hắn cần bây giờ chỉ có thể là tìm cảm giác an tĩnh, lặng lặng nghĩ về cha hắn. Ngẩng đầu nhìn trời, đó vẫn là một màu xám không thay đổi. Huống thiên minh đã hai diễn kỷ trôi qua không có nhìn lại quang cảnh này, hôm nay đã thấy nhưng lại không thể như năm nào. Cha, kỳ thực lúc trước không ở thiên giới, ở chỗ này cuộc sống cũng rất tốt, mà không có cha tại đây, cho dù là trở lại thiên giới cũng có ý nghĩa gì đâu. Huống thiên minh nhìn ánh bầu trời đầy thương cảm, khóe mắt hắn sau khi nói lại đọng lại nước mắt. Trước khi người qua đời không có để lại tâm niệm gì, có lẽ cha ngươi có thể hy vọng ngươi được sống vui vẻ. Một tiếng truyền âm vang lên trong não huống thiên minh, khiến hắn cả kinh bật dậy, cảnh giác nhìn bốn phía. Mặc dù huống thiên minh tự tin thiên tôn không cách nào phát hiện được hắn, thế nhưng hắn cũng biết tại một không gian bất kỳ, thiên tôn cũng không phải là cấp bậc cao nhất tồn tại. Trên thiên tôn còn có trưởng khống giả.
Cha của Huống Thiên Minh là Thiên Mông, năm đó chính là một trong số trưởng khống giả, mà đối với thực lực của trưởng khống giả, hắn cũng biết rất rõ. Cho dù hắn phân thân nhiều vô số, linh hồn hóa hư không đều không thể thoát khỏi tay trưởng khống giả. Mà hôm nay, Huống Thiên Minh sử dụng năng lượng bản thân hoàn toàn ngăn cách với không gian bên ngoài, cho dù là Thiên Tôn cũng không có biện pháp truyền âm đến. Nói cách khác, người vừa truyền âm đến hắn tuyệt đối là một Thiên Tôn siêu việt, cũng rất có thể là một trưởng khống giả. Là ai? Huống Thiên Minh lạnh lùng hỏi. Xoát một tiếng, thân ảnh một người còn trẻ mặc khắc bào xuất hiện bên cạnh Huống Thiên Minh, khiến hắn không khỏi sững sờ. Là ngươi? Từ thanh niên mang hắc bào kia truyền lại hơi thở phảng phất, Huống Thiên Minh cảm nhận được người trước mắt này chính là có quan hệ với cỗ năng lượng màu bạc khi trước đã ngăn cản năng lượng tự bạo của phân thân hắn. Huống Thiên Minh có thể xác định người này chính là trưởng khống giả. Rốt cuộc, Huống Thiên Minh căn bản không thể đoán được người trước mắt này đối với hắn có quan hệ gì. Ta gọi là Tần Vũ, có lẽ người đã nghe nói qua. Hắc bảo nhân trả lời. Tần Vũ ư? Huống Thiên Minh nhướng mày kỳ quái nhìn thoáng qua. Người là cha của Tiểu Quân cùng Tiểu Sương sao? Tần Vũ mỉm cười gật đầu. Vãn bối Huống Thiên Minh ra mắt tiền bối. Huống Thiên Minh nhanh chóng chắp tay hành lễ cung kính nói. Tần Tư cũng từng nói qua về cha cho hắn nghe, bất quá Tần Tư chưa từng nói cha bọn họ cũng là một trưởng khống giả mà thôi. Người có biết hay không, người cứ thế mà đi như vậy khiến mọi người rất lo lắng. Tần Vũ mỉm cười hỏi. Lo lắng ư? Huống Thiên Minh sững sờ, trong lòng xấu hổ không thôi. Đúng, cho dù không có cha, ta còn có đám bằng hữu quan tâm mà, còn có bọn họ lo lắng cho ta. Thiên Minh, ta vẫn dùng thần thức quan sát ngươi, biết một chút về tình huống của ngươi, nhưng có điều ta vẫn còn rất nhiều nghi vấn, ngươi có thể giải đáp cho ta không? Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Tần Vũ mỉm cười hỏi. Tiền bối, ngươi muốn hiểu rõ thân phận của ta sao? À, chuyện này không có gì là bí mật cả. Ngài là cha của Tiểu Quân nên ta cũng sẽ không cần giấu giếm gì. Ngài nói có thể giúp, e rằng... Huống Thiên Minh nói đến đây, thần sắc đột nhiên ảm đạm hẳn. Đúng vậy, ta muốn biết theo như lời ngươi nói, người Tu La và người Thiên Giới là ý gì? Thiên Giới là dạng tồn tại gì? Tần Vũ không có an ủi mà trực tiếp đi vào vấn đề, khiến Huống Thiên Minh tạm thời không thể trả lời được, nhất thời nói. Thân thế của ta có lẽ xuất phát từ mấy trăm diễn kỷ trước kia. Huống Thiên Minh bắt đầu hướng về phía xa phảng phất, ở nơi hắn có thể nhìn thấy được cuộc sống trước kia của hắn. Khi đó không gian này chưa có trưởng khống giả trực tiếp do thiên quản lý. Cha ta chính là người Tu La, sống tại thiên giới, là người Tu La duy nhất trưởng khống giả quản lý bộ phận thiên đạo. Chỉ bất quá bởi vì thiên nhân cùng Tu La nhân vốn bất hòa, không cùng chí hướng, cha ta không phục thiên đế, cuối cùng cha ta bị bức bách không chịu được, phải lựa chọn dùng một thân huyết nhục hao phí toàn bộ tu vi ngưng luyện Tu La kim bảng bảo trì chân linh tiến vào luân hồi môn. Có kim bảng này, cha ta đã thông qua luân hồi chi môn tiến vào nhân giới, tại nhân giới một lần nữa lĩnh ngộ thiên đạo, cũng trong thời gian ngắn ngủi tăng liền 5 cấp tu vi. Người thiên giới cũng không có đuổi theo, bọn họ không có biện pháp ngăn cản luân hồi chi môn, trừ phi bọn họ cũng nguyện ý hao phí một thân tu vi ngưng luyện Tu La kim bảng bảo toàn linh hồn. Thế nhưng bọn người đó cũng không có ngu xuẩn như vậy, không vì lùng bắt một người Tu La mà hao phí cả một thân tu vi. Hơn nữa, thiên giới lúc ấy không có Tu La trưởng khống giả, nên bọn họ cũng mừng rỡ khi thấy kết quả như vậy. Sau đó, cha ta đã phát hiện, nếu muốn tiếp tục tiến bộ, có thể trở lại thiên giới. Hơn nữa, bản thân có thể bảo vệ lực lượng của người Tu La, nhất định là phải lĩnh ngộ thiên đạo của cả hai không gian, nhân giới. Vì vậy, người lợi dụng lĩnh ngộ không gian, chia linh hồn ta thành từng mảnh nhỏ, cũng dùng máu của bản thân bảo trụ tính mạng của ta. Sứ mạng của ta chính là tại không gian khác của nhân giới mà lĩnh ngộ thiên đạo, cuối cùng là trở về giao cho cha ta. Vì sứ mạng của ta mà cha đã hao tổn rất nhiều tâm huyết chế tạo linh hồn ta, cũng tại linh hồn ta vốn rất phức tạp, bởi bản thân không có tính mạng cho nên vừa mới sinh ra thực lực không cao, khi đó phải hút máu tươi của động vật để duy trì tính mạng tăng lực lượng. Cha ta sau khi phát hiện điểm này lại lợi dụng lực lượng cực lớn đưa linh hồn lạc ấn vào trong máu của ta, khiến cho chúng ta có thể có đồng minh tại nhân giới, khuếch tán lực lượng, hy vọng có thể bảo toàn tính mạng nhỏ nhỏ của mình như vậy. Cuối cùng cha ta đã lợi dụng Tu La kim bảng bảo vệ chân linh đưa ta vào luân hồi chi môn. Ta ý thức được lúc đó đã chuyển thế đầu thai vào một không gian khác, cũng chính là cái không gian mà mọi người vẫn thường nói đó là nhân gian giới. Bởi vì cha ta là người Tu La,
lên đưa ta tới một hành tinh gọi là Tu La Giới. Tu La Giới này cũng không phải là phi thăng lên, mà là những người tu luyện Tu La Đạo tập hợp lại. Huống Thiên Minh nói đến đây không khỏi buồn cười. Hắn bây giờ cũng biết trước đây người Tu La cùng phi thăng giả chiến tranh, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, kỳ thực hai bên đều có chung một tổ sư, hơn nữa lại đều là đám hậu bối của hắn. Nguyên lai trước kia người bị ta đồng hóa cũng không có nhiều lắm, ta chỉ lưu lại công pháp là giao cho những người không bị đồng hóa tu luyện. Bất quá cuối cùng người bên cương thi quá đông và cũng không thể tu luyện Tu La công pháp nữa, cũng bởi vậy mà bị phi thăng giả biết được, cuối cùng hai bên chiến tranh liên miên. Bất quá người gây ra hậu quả lớn nhất vẫn là Chu An. Huống Thiên Minh nói đến đây trong ánh mắt bùng lên sự tức giận. Chu An sao? Tần Vũ mặc dù đang chú ý Huống Thiên Minh nói, nhưng qua vài lần hắn giống hận tên của Chu An nên vẫn không rõ là Chu An cuối cùng đã đắc tội gì với hắn. Lúc trước Chu An ganh ghét thực lực của chúng ta. Huống Thiên Minh nói lại một lần nữa về chuyện Chu An diệt trừ cương thi nhất tộc, sau đó giở thủ đoạn với linh hồn bọn hắn. Thật sự là độc ác mà. Tần Vũ nghĩ đến Chu An lúc trước tại thần giới, lúc đó hắn thân là thiên tôn lại đi truy giết một thần vương, thậm chí lợi dụng tính mạng của người khác để uy hiếp, trong lòng cũng lại hậm hực không thôi. Lúc trước Tả tiền bối giúp ta hoàn chỉnh linh hồn mới biết rõ sự việc này, chỉ tiếc tất cả đã quá muộn, ta rốt cuộc cũng đã không cảm nhận được hơi thở của cha. Huống Thiên Minh trong lòng lại buồn bã. Sau hồi lâu, Huống Thiên Minh lại tiếp tục nói, trong khi chế tạo ra ta, cha đã đưa chút trí nhớ của thiên giới gắn vào trong linh hồn của ta. Đối với thiên giới ta cũng không biết nhiều lắm, nhưng ta biết thiên giới có hai đạo, Thiên Đạo cùng Tu La Đạo, cũng là phân biệt hai loại người, một loại là thiên nhân, một loại là Tu La nhân. Chúng ta là người Tu La, nam giới thì có bộ dạng giống ta, nữ thì kiều mỹ đáng yêu, thân hình to lớn, thế nhưng Tu La nhân không có nhiều nữ. Điều này đối với nhân giới cũng có chút giống nhau. Nhân giới có hai đạo, đó là Nhân Đạo cùng Súc Sinh Đạo. Nhân đạo là loài người có thể tu chân, tu tiên, tu ma, thậm chí là tu thần. Ngoại trừ thiên giới và nhân giới, ngoài ra còn có một giới nữa, đó là địa giới, cũng giống hai giới trên. Địa giới gồm địa ngục đạo và quỷ đói đạo, đó là không gian không có tồn tại thân thể, ở nơi này chỉ có vĩnh cửu hành hạ, không nói cũng được. Thiên nhân cùng Tu La nhân trong lúc đó tranh đấu với nhau rốt cục là vì cái gì ta cũng không thể biết rõ. Thế nhưng có thể khẳng định chính là thiên nhân đặc biệt thích mỹ nữ của Tu La nhân, đặc biệt là thích những món ăn ngon do họ làm. Có lẽ đó là hai nguyên nhân gây ra tranh đấu. Cha ta từng nói qua, một thiên nhân trong truyền thuyết, đó là trưởng khống giả cao nhất, thiên đế. Hắn đã đoạt đi không ít mỹ nữ của Tu La, mà thiên đế đó lại rất thù ghét cha ta, vốn là trưởng khống giả. Thiên nhân cùng Tu La nhân tranh đấu thế nào ta cũng không rõ, thế nhưng ta biết bởi vì trưởng khống giả đều nằm trong tay thiên nhân. Bởi vậy người Tu La bị người thiên giới chèn ép khi dễ. Cha ta theo đuổi thiên đạo đến cảnh giới cuối cùng cũng chính là nguyên nhân đấy. Chỉ tiếc ta đã không cảm nhận được hơi thở của cha ta nữa rồi. Ngay cả Tu La Kim Bảng ta cũng không cảm nhận được. Người Tu La chúng ta sợ rằng vĩnh viễn bị người thiên giới chèn ép thôi. Huống Thiên Minh nói rõ, sau đó lại lâm vào trầm tư. Tần Vũ cũng tự hỏi phân tích. Dựa theo những lời Huống Thiên Minh nói thì những trưởng khống giả này không khác chúng ta là mấy. Chỉ bất quá chúng ta không biết thiên đạo tồn tại, mà bọn họ lại là trưởng quản bộ phận thiên đạo. Sau hồi lâu, Huống Thiên Minh hồi phục lại tinh thần, xin lỗi rồi cười cười nói, chắc ngài cũng rất thắc mắc vì sao vừa rồi ta lại nói với Chu Viêm như vậy phải không? Tần Vũ gật đầu. Đối với việc Chu Viêm luyện được hỗn độn chi thể, hắn rất kinh ngạc nhưng cũng rất tò mò. Tại sao Huống Thiên Minh lại nói già yếu và bệnh tật uy hiếp, huống chi Chu Viêm lại đường đường là một thiên tôn? Mặt khác chính hắn cũng đang hấp thu hỗn độn khí. Nếu tình huống của Tần Vũ giống như Chu Viêm, vậy chẳng phải là... Cái này quan hệ với thiên đạo. Huống Thiên Minh ngẩng đầu nhìn trời nói, mặc kệ tại thế giới nào cũng không thoát được sự khống chế của thiên. Thiên hay chính là quy tắc tổng quan của mọi thế giới. Theo đuổi thiên đạo chính là muốn trưởng quản một bộ phận của thiên đạo. Trưởng khống giả trong thế giới này cũng chính là một người chấp hành một bộ phận thiên đạo. Đối với thiên đạo ta cũng không hiểu rõ lắm, có lẽ ngay cả trưởng khống giả thiên giới cũng không biết nhiều lắm. Thế nhưng có thể khẳng định, nếu có thể hoàn toàn thấu hiểu thiên đạo, vậy chính xác là có thể sánh ngang với thiên rồi. Đối với thiên đạo ta chỉ biết là giống như người tu chân năm tháng vô hạn, đấy là kết quả của tìm hiểu thiên đạo. Chỉ tiếc tất cả người tu chân đều không biết mà thôi.
đó là nắm được thiên đạo, có thể khống chế được tính mạng. Con người chỉ có thể sống ngắn ngủi 100 năm, thế nhưng khi tìm hiểu thiên đạo càng nhiều sẽ thoát ly khỏi đó và có thể sống một thời gian rất lâu, có thể nắm rõ tính mạng mình trong tay. Thế nhưng thiên đạo có rất nhiều nhưng ta biết rất ít, con người sống lâu cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Trưởng quản thiên đạo, chúng ta xưng là nghịch thiên nhưng vẫn nằm trong vòng ảnh hưởng của thiên đạo, bởi vì ngươi đã nắm giữ thiên đạo. Nếu giữ tình huống phản lại thiên đạo, có thể tiến hành một chút thay đổi, an bài mọi chuyện thật tốt rồi hay sao? Nói đến đây, Huống Thiên Minh cười cười. À, rất là mâu thuẫn, có lẽ nếu có cha ta giải thích thì tốt rồi. Mà ta vừa nói với Chu Viêm như vậy, nhưng cũng không có căn cứ. Hỗn độn là theo cùng cấp bậc thiên tồn tại, cuối cùng là ai ta cũng không rõ lắm. Nhưng nếu dùng hỗn độn luyện thể, khẳng định sẽ phản lại thiên đạo, chính thức nghịch thiên, rốt cục cũng sẽ bị thiên trừng phạt. Mà thủ đoạn trừng phạt cha ta cũng đã nói qua rồi, coi như là cuối cùng sẽ bị hủy bỏ lĩnh ngộ thiên đạo, biến thành con người bình thường, già yếu bệnh tật là điều đương nhiên. Bởi vậy Chu Viêm chết là cái chắc rồi. Huống Thiên Minh cười khổ. Hắn cũng biết một thiên tôn bị bệnh cũng rất là khó, nay lại chết vì bệnh cũng thật là uất ức. Thiên đều không trốn thoát ư? Tần Vũ trong lòng nhắc nhở chính mình, cùng với đệ ca Hồng Mông, nhị ca Lâm Mông, bọn tứ đệ Cổ Bàn. Chính hắn hấp thu hỗn độn linh khí, mà bọn họ cũng đều là dùng hỗn độn để luyện thể. Vậy kết quả sẽ như thế nào đây? Đúng vậy, trong vòng thiên thì không thể trốn thoát được. Thiên đạo vô cùng, căn bản không ai có thể chống đỡ được. Huống Thiên Minh trả lời. Trường không giả thì sao? Tần Vũ mặc dù hiểu được Huống Thiên Minh nói, thế nhưng chính là vẫn phải hỏi lại một câu. Trường không giả cũng không thể tránh. Huống Thiên Minh hoài nghi nhìn Tần Vũ, chính là lựa chọn không có trả lời chi tiết. Bất quá sau khi trả lời, hắn lại một miệng hỏi lại một câu. Tiền bối không phải là... Tần Vũ khổ sở nở nụ cười nói. Đã biết dùng hỗn độn khí luyện thể sẽ bị thiên trừng phạt, mà ta lại hấp thu hỗn độn linh khí, vậy chẳng phải là càng thêm nặng hay sao? Tần Vũ trước tiên cũng phải nghĩ đến bản thân, mà chính là nghĩ đến bọn Hồng Mông. Đáng thương bọn họ đã là chí cao tồn tại tại nhân giới, nhưng vẫn bị hỗn độn linh khí uy hiếp. Hấp thu ư? Huống Thiên Minh kinh hô. Ngài nói hấp thu sao? Tần Vũ nghi hoặc nhìn Huống Thiên Minh hỏi. Phải, nếu nói luyện thể lợi dụng hỗn độn linh khí có quan hệ thì nguyên tắc của ta còn hơn nữa, đó là khống chế hỗn độn linh khí. Cũng không biết thiên đạo sẽ trừng phạt ta thế nào đây. Nói xong, Tần Vũ lại cười khổ một phen. Thân là trưởng khống giả, cũng có thể vì già, yếu, bệnh tật gây khó khăn. Không, ngài sẽ không bị thiên trừng phạt. Huống Thiên Minh khẳng định nói. Thiên đạo mặc dù nắm trong tay tất cả, nhưng xét cho cùng vẫn là có quy tắc. Cha ta đã từng nói qua, nếu như hoàn toàn nắm được thiên đạo, có thể hấp thu hỗn độn, chính thức trở thành thiên. Nhưng tiền bối, ngài thật sự là đã hấp thu sao? Ngài khẳng định là không hoàn toàn lĩnh ngộ thiên đạo đấy chứ. Nếu không, những điều lúc trước về thiên đạo, căn bản không cần ta nói, ngài khẳng định đã biết nhiều hơn. Sẽ không bị trừng phạt ư? Tần Vũ lại hưng phấn hẳn lên, căn bản không để ý đến câu hỏi của Huống Thiên Minh mà lại hỏi. Nếu là dùng hỗn độn khí, luyện thể thì sao? Có biện pháp gì giải quyết không? Luyện thể ư? Không có biện pháp, trừ phi... Huống Thiên Minh ngoảnh đầu nhìn ra luân hồi chi môn phía xa xa nhàn nhạt nói. Trừ phi luân hồi. Luân hồi? Tần Vũ nhớ tới đại ca bọn họ, đối với luân hồi hắn cũng biết một chút. Nếu như luân hồi thì không cách nào bảo toàn chân linh, cũng là không cách nào bảo toàn được trí nhớ. Vậy so với chết có gì khác nhau đâu? Nếu tu la kim bảng của cha ta vẫn còn, có thể khiến cho người ta có thể bảo toàn trí nhớ, tiến nạp luân hồi chi môn. Bất quá sau khi luân hồi, tu vi sẽ mất hết, phải một lần nữa tu luyện lĩnh ngộ. Chỉ tiếc bây giờ ngay cả bóng dáng tu la kim bảng cũng đều không tra ra. Huống Thiên Minh vẻ mặt tiếc hận nói. Tu la kim bảng sao? Tần Vũ tìm được mấu chốt để giải quyết vấn đề. Mặc dù ông không thể khẳng định bản thân có thể trong vòng 100 năm tìm ra kim bảng, thế nhưng ông có thể nắm chắc với lực lượng bản thân mình có thể duy trì Hồng Mông bọn hắn sống lâu. Chỉ cần có hy vọng là được. Cho dù là mất một thân tu vi cũng quyết không thể chết. Huống chi dưới tình huống vẫn còn trí nhớ, tu luyện lại một lần nữa đương nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tần Vũ lại chuẩn bị tiếp tục hỏi thì Huống Thiên Minh đột nhiên bật dậy nói. Không xong rồi, tiền bối, thiên đạo có biến rồi, chúng ta nhanh trở về đợi. Tần Vũ cũng cảm thấy lo lắng, không nói gì, tiện tay vung lên, hai người đã thuần di tới bên trong lĩnh vực tinh thần. Bên trong lĩnh vực tinh thần, bọn người lôi vệ đang uống rượu nói chuyện phiếm, thấy bọn họ trở về nhanh chóng ra đón.
Huống Thiên Minh cũng không có trả lời bọn lôi vệ thăm hỏi, mà đối với Tần Vũ nói: "Tiền bối, người có biện pháp đưa người từ đây trở về nhân gian giới sao?" "Biện pháp ư? Không, ta có thể tạo một thông đạo nối liền giữa nhân giới và tử giới, nhưng thông đạo này căn bản không tiếp nhận thông qua người trên cấp độ thần vương. Hơn nữa, để tạo ra thông đạo, căn bản phải có hỗn độn khí. Tại không gian này, ngoại trừ vào món hồng mông linh bảo của Tiểu Sương ra, không thể tìm được hồng mông linh khí, mà Tiểu Sương hiện tại đang bế quan." Tần Vũ trả lời. Tần Vũ bất đắc dĩ lại hỏi: "Tại sao lại hỏi như vậy? Ngươi vừa nói thiên đạo có biến là có ý tứ gì đây?" "Thiên đạo biến ảo khó lường, ta bây giờ không có cách nào tiên tri được tiểu quân lúc nào thì xuất quan. Hơn nữa có thể khiến thiên đạo biến hóa như vậy, khẳng định sắp có đại sự phát sinh. Hơn nữa có thể khẳng định biến hóa này muốn lấy đi rất nhiều tính mạng. Bởi vậy ta mới muốn hỏi ngài có cách nào đưa mọi người trở lại nhân gian giới hay không." Huống Thiên Minh gấp gáp nói: "Thiên Minh, người trước kia không phải đã đoán trước tiểu quân 30 năm nữa sẽ xuất quan sao? Bây giờ mới qua 22 năm, còn tới 8 năm mà." Bọn Tả Thu Mi tò mò hỏi: "Không, trước kia đúng là ta có thể đoán trước mọi việc thiên đạo đã an bài. Thế nhưng thiên đạo bây giờ đã có biến rồi, chỉ cần một chút biến hóa là ta có thể đoán không chính xác. Cho nên tiểu quân có thể xuất quan ngay bây giờ, cũng có thể 180 năm sau cũng không chừng à." Huống Thiên Minh bất đắc dĩ cười nói. Nói xong khiến mọi người trầm tư, Huống Thiên Minh thoáng nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Hy vọng ta đoán trước một ít sẽ không có gì thay đổi." Huống Thiên Minh chuyển hướng Tần Vũ nói: "Tiền bối, ta phát hiện thời gian sắp tới tại nhân gian giới sẽ có người mở ra hóa thân thông đạo nối liền hai thế giới." "Hóa thân thông đạo sao?" Tần Vũ có chút nhíu mày. Tại nhân gian giới có thể có khả năng như vậy chỉ có thể là các huynh đệ của hắn. "Hy vọng những điều ngươi đoán trước sẽ không thay đổi." Tần Vũ thở dài nói: "Nếu đúng là các vị huynh đệ hắn tới đây thì tại không gian này đã không còn gì uy hiếp đến bọn hắn nữa. Đương nhiên có thông đạo vẫn là tốt nhất, có thể đưa bọn người Tần Tư trước tiên trở về, có thể tránh khỏi họa tranh đấu." Trên bầu trời lưu quang điện đổ nát, hai nam một nữ bỗng nhiên xuất hiện lăng không mà đứng. Trong đó tên nam tử trẻ tuổi kia lại nhíu mày nhìn trung niên nam tử nói: "Đại ca, hình như có hơi thở của Thiên Mông." Trung niên nam tử vốn cũng đang trầm tư suy nghĩ, nghe thấy nam tử trẻ tuổi kia nói liền quát: "Thiên Mông đáng chết." Mặt nữ tử kia không chút thay đổi nói: "Không nghĩ tới một thiên tôn có thể với đại ca Thiên Mông có quan hệ." "Cấm miệng." Trung niên nam tử quát: "Thiên Mông đại ca là Thiên Mông đại ca, trong mắt ngươi rốt cục là có ta hay không?" Nữ tử sắc mặt vẫn như cũ, hết thảy đều như không quan tâm đến mọi chuyện, đối với trung niên nam tử không thèm để ý. "Đáng chết." Trung niên nam tử giận dữ chém ra một quyền, xuất hiện một cái khe không gian kéo dài vô tận. "Tam đệ, tứ muội, chúng ta đi xem, có lẽ có thể tìm được hung thủ giết chết thiên tôn." Trong khoảng thời gian này, ba người không ngừng tìm kiếm. Bản thân ba người là trưởng khống giả mà lại không thể nào tìm kiếm một chút tin tức gì về cái họ muốn, khiến trung niên nam tử phát tiết mà đánh một trường. "Đại ca, nơi này còn có hơi thở của thiên tôn kia, không bằng chúng ta..." Trung niên nam tử nói: "Được, làm như lời ngươi nói đi." Sau đó thoáng sử dụng thần thức tìm tòi, thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Nam tử trẻ tuổi kia cũng nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó cũng tra xét liền biến mất. Hồi lâu trên mặt nữ tử liền xuất hiện giọt nước mắt trong suốt, chậm rãi nhắm hai mắt cảm thương nói: "Thiên Mông đại ca, là huynh sao? Huynh không phải nói là sẽ vĩnh viễn không trở về sao?" Nói xong nữ tử liền mở hai mắt, nhưng nước mắt đã chảy ròng ròng. "Thiên Mông đại ca, ta biết huynh tại không gian này lưu lại lĩnh ngộ bản thân chờ người có duyên. Ta biết hơi thở của huynh, thế nhưng hơi thở bây giờ so với trước là hoàn toàn không giống nhau. Chẳng lẽ huynh không có bị đầu thai xuống địa ngục đạo mà luân hồi trở lại nhân gian giới sao?" Nữ tử thì thào nói, ánh mắt trở nên si mê. "Thiên Mông đại ca, lúc trước ngươi tại sao huynh lại như vậy? Tại sao không phản kháng, thậm chí còn muốn ta ra tay?" Nữ tử phảng phất nhớ lại sự việc năm đó, sắc mặt chợt sợ hãi. "Thiên Mông đại ca, huynh nói sẽ có người báo thù cho huynh, là thật sao? Ta nên làm gì bây giờ?" Sau đó nữ tử không nói một lời nào mà đứng giữa không trung nhẹ nhàng khóc. Tại Thiên Tôn Thành, Chu Viêm Thiên Tôn lúc này đang ngẫm nghĩ những điều trước khi đi Huống Thiên Minh đã nói. Mặc dù lúc đầu hắn chỉ coi như là lời nói đùa, nhưng khi Huống Thiên Minh rời đi, ngay cả tiếp tục đánh cũng không màng đến
khiến cho Chu Viêm không khỏi tin vài phần. Già yếu sao? Mắc bệnh sao? Chu Viêm khổ não suy tư, rồi lại không nghĩ ra, đau đầu không thôi. Trong khi Chu Viêm ảo não không thôi, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Chu Viêm. Là ai? Chu Viêm kinh hãi, tại chung quanh nơi hắn ở đã bố trí rất nhiều cấm chế, cho dù là thiên tôn cũng không có biện pháp giải quyết, cũng phải một phen hao tổn khí lực. Nhưng hai người trước mắt phảng phất không có bị ngăn trở, trực tiếp xuất hiện. Điều này lại có thể khiến Chu Viêm không khỏi kinh ngạc được sao? Ngươi là Chu Viêm? Một gã trẻ tuổi trong đó hỏi. Các ngươi rốt cục là ai? Các ngươi cũng biết đây là thiên tôn phủ sao? Chu Viêm không trả lời mà hỏi lại. Chúng ta là ai không quan trọng, mấu chốt là nếu ngươi không trả lời rõ ràng, tính mạng của ngươi cũng không dám bảo đảm đâu. Nam tử trẻ tuổi nói. Không thể nắm bắt được tính mạng của mình ư? Chu Viêm lại nghĩ tới những lời Huống Thiên Minh nói trước khi rời đi, sau đó nghi hoặc hỏi. Các ngươi là do Huống Thiên Minh phái tới sao? Huống Thiên Minh như thế nào có thể có thuộc hạ lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là con cháu Tần gia kia tới đây? Với Hồng Mông cùng Lâm Mông kia hắn đều biết, nhưng chẳng lẽ hai người trước mắt cũng đều là người Tần gia sao? Tần gia có hai người là chẳng khống giả hay sao? Chu Viêm có hai điểm đoán không sai. Hai người trước mắt quả thực là trưởng khống giả, mà Tần gia cũng có hai người là trưởng khống giả. Bất quá Chu Viêm cũng không có khiếp đảm, bởi vì hắn đã tu luyện hỗn độn thể, đã là người bất tử. Hắn tự tin cho dù là trưởng khống giả cũng không làm gì được hắn. Huống Thiên Minh? Huống Thiên Minh là ai? Hai người đều nghi hoặc. Người không phải thủ hạ của Huống Thiên Minh sao? Người nghi hoặc chính là Chu Viêm. Hắn căn bản không thể tưởng tượng được ngoại trừ Tần gia còn có trưởng khống giả khác có cừu oán với mình. Buồn cười, ngươi tưởng rằng người khác có thể điều khiển được bọn ta sao? Hơn nữa là vì đối phó với một thiên tôn nho nhỏ. Nam tử trẻ tuổi ha ha cười to. Hắn tiếp tục nói, nhưng với tên Huống Thiên Minh này ta cũng cảm thấy rất có hứng thú. Rốt cuộc là hắn có khả năng gì mà khiến thiên tôn lại kinh kỵ như vậy? Hơn nữa hình như loại thực lực này có thể giết chết thiên tôn. Thiên tôn nho nhỏ? Chu Viêm cười lạnh một tiếng. Ta cũng cảm thấy rất hứng thú với các ngươi, rất muốn xem rốt cuộc các ngươi có năng lực gì mà đòi lấy tính mạng của ta đây. Tôn nghiêm của trưởng khống giả không thể xâm phạm, hơn nữa đối phương lại là một thiên tôn. Sau khi nghe được Chu Viêm cười lạnh, tên trung niên nam tử kia hừ một tiếng, một cỗ năng lượng bàng bạc trong nháy mắt hướng tới Chu Viêm. Chu Viêm đứng nghiêm tại chỗ mỉm cười nhìn trung niên nam tử này. Sao? Hai người đều thốt lên một tiếng, không nghĩ tới một thiên tôn nho nhỏ cũng có thể ngăn cản công kích của trưởng khống giả. Cái này theo như lời ngươi nói mà có thể lấy được tính mạng của ta ư? Chu Viêm khinh miệt cười. Cũng bất quá chỉ như thế mà thôi. Mẹ nó! Hai người đều cảm giác được tôn nghiêm bị chà đạp nghiêm trọng, không khỏi cáu giận. Wow, ta biết rồi, lấy nhiều đánh ít sao? Khó trách ngươi nói có thể lấy tính mạng của ta. Được rồi, ta biết rồi, ta bó tay chịu trói, mặc cho các ngươi xử trí. Chu Viêm giễu cợt nở nụ cười, có thể trêu chọc trưởng khống giả thật sự là lớn mật. Một thiên tôn nho nhỏ vô lực, xem ta giáo huấn ngươi. Nam tử trẻ tuổi bạo phát năng lượng, vung tay lên, một cỗ năng lượng cực lớn bao vây Chu Viêm, cũng đồng thời cắt đứt mọi pháp tắc của hắn. Sao? Sau khi nam tử trẻ tuổi ra tay, liền nhíu mày hướng trung niên nam tử nói. Đại ca, thân thể người này rất kỳ quái, hình như trên thân thể cùng linh hồn hắn so với chúng ta có khi còn cường tráng hơn. Sao có thể như vậy? Trung niên nam tử cũng rất bất ngờ, phất tay một lát sau nói. Thiên tôn này đích thực là kỳ quái. Vừa rồi trung niên nam tử vừa nhìn về phía Chu Viêm, ánh mắt đã thay đổi, bắt đầu từ khinh thường chuyển sang tham lam. Nói, thân thể ngươi sao lại thế này? Nam tử trẻ tuổi nôn nóng muốn biết, nếu có thể để cho bản thân có thể cường tráng thế kia, thực lực của hắn có thể thăng lên một bậc. Các ngươi không bằng lựa chọn giết ta đi, hoặc là siêu hồn, hoặc là nghiên cứu thân thể của ta. Sau khi thấy vẻ mặt bọn họ, Chu Viêm càng thêm chắc chắn là bọn họ không làm gì được mình, liền cười to hẳn lên. Thiên tôn nhỏ nhoi lại cuồng ngôn, ngươi vẫn cho rằng chúng ta không thể làm gì được ngươi sao? Nam tử trẻ tuổi cười cười, đồng thời phất phất tay. A! Một tiếng kêu vô cùng thảm thiết vang vọng khắp thiên tôn thành. Sau hồi lâu, Chu Viêm cũng cúi đầu khuất phục hai người.
hai gã đều là chưởng khống giả, mặc dù không thể giết chết Chu Viêm, nhưng thủ đoạn hành hạ người lại vô cùng vô tận. Một khi đã ra tay, ngay cả Thiên Tôn cũng không có khả năng chịu đựng. Sau khi rõ ràng Húng Thiên Minh lúc ấy đã đấu cùng Lưu Quang, thân ảnh hai người liền biến mất tại chỗ. Trước khi đi, tên nam tử trẻ tuổi kia nói một câu khiến Chu Viêm thống khổ không thôi. Đại ca, chúng ta nhanh lên, không thể để tiểu tử Húng Thiên Minh kia chạy thoát được. Hắn có thể là người chúng ta muốn tìm. Sau khi thấy hai người đằng đằng sát khí bỏ đi, Chu Viêm suýt chút nữa tức khộc máu. Sớm biết rằng bọn họ đi tìm Húng Thiên Minh gây chuyện, ta cần gì phải chịu khổ như vậy, đáng chết. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.